Son Jae-jin, một nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc, và cô đã gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình cũng như điện ảnh ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Là một nữ diễn viên Hàn Quốc hiếm hoi, sở hữu lối diễn đa dạng, cuốn hút và phù hợp với hầu hết các thể loại phim. Chính vì vậy mà các khán giả cũng như các nhà phê bình phim không bất ngờ khi cô sở hữu rất nhiều giải thưởng danh giá ở các lễ trao giải lớn. Ngày hôm nay, hãy cùng VGT tìm hiểu Son Jae-jin, quốc bảo nhan sắc diễn xuất của làng điện ảnh Hàn Quốc. Thời thơ ấu của Son Jae-jin. Son Jae-jin tên khai sinh là Seo Eun-jin, cô sinh vào tháng 11 năm 1982 tại Seseong-gu, Daegu, Hàn Quốc. Tài năng diễn xuất của cô đã bộc lộ khá sớm khi Son Jae-jin được giới thiệu với các công ty giải trí và tham gia quay một vài chương trình quảng cáo khi cô mới 17 tuổi. Sau đó, cô đã chuyển từ Daegu lên Seoul để theo đuổi đam mê diễn xuất của mình. Nữ diễn viên đã tham gia các lớp diễn xuất hàng tuần và học tại khoa điện ảnh của Học viện Nghệ thuật Seoul. Không chỉ nhờ vào ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, chính thực lực diễn xuất đỉnh cao được cô thể hiện ở các vai diễn trong suốt sự nghiệp của mình đã chinh phục được cả các khán giả khó tính nhất. Sự nghiệp thăng hoa của quốc bảo nhan sắc. Sự xuất hiện lần đầu tiên của Son Jae-jin trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim Secret Tears đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Sau đó cô đã nhận được vai chính trong các bộ phim truyền hình như Delicious Proposal, Sun Hee Jin Hee và Demon Great Ambition. Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên là khi cô vào vai So-won trong bộ phim Jin Wa-son được trình chiếu tại liên hoan phim Cannes. Năm 2002, cô vào vai chính trong Bản giao hưởng tình yêu, đóng cặp cùng nam diễn viên Jae Tae-hoon. Bộ phim có nội dung xoay quanh tình bạn, tình yêu, sự đố kỵ và sự ràng buộc giữa các mối quan hệ. Một năm sau đó, cô lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim được mệnh danh là một trong những bản tình ca đẹp nhất xứ Hàn với tên gọi The Classic. Bộ phim không chỉ làm mưa làm gió tại Hàn Quốc mà còn được đón nhận vô cùng rộng rãi ở Hồng Kông và Trung Quốc. Cùng năm đó, cô đóng Hương mùa hè, bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của loạt phim tình yêu bốn mùa cùng với Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông và Điệu Vans mùa xuân. Tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng phủ sóng rộng rãi trên khắp các kênh truyền hình Hàn Quốc. Son Jae-jin tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao của làn sóng Hallyu với hai dự án phim điện ảnh đình đám là Khoảng khắc để nhớ và Tuyết tháng 4. Bộ phim đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành một trong năm tác phẩm ăn khách nhất năm 2004, thu về doanh thu kỷ lục tại Nhật Bản và bán được hơn 2 triệu vé tại Hàn Quốc. Tuyết tháng 4 đã đánh dấu sự lột xác của nữ diễn viên tài năng khi cô rũ bỏ hình tượng ngọc nữ trong sáng để thể hiện cảnh nóng đầu tiên trên màn ảnh. Bộ phim tuy không được đánh giá cao tại Hàn Quốc nhưng vẫn là một thành công lớn tại Nhật Bản và Trung Quốc. Diễn xuất của Son Jae-jin nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình phim. Son Jae-jin liên tục thay đổi hình tượng của bản thân trong các dự án phim tiếp sau đó. Cô hóa thân thành nàng Ha Ji-won, là một cao thủ tình trường xinh đẹp trong bộ phim nghệ thuật quyến rũ, với rất nhiều chiêu trò để thu hút và chinh phục phái mạnh. Tiếp đó, cô vào vai chính trong bộ phim truyền hình Cô đơn trong tình yêu. Bộ phim tuy không nhận được nhiều sự đón nhận nhưng lại được đánh giá cao về mặt nội dung vì sự truyền tải chân thật và tinh tế các vấn đề tình yêu, hôn nhân và sự đổ vỡ. Năm 2018 cũng được coi là một năm thành công của Son Jae-jin khi tất cả những sản phẩm của cô đều được công chúng đón nhận tích cực và đem đến rất nhiều lời khen ngợi. Spotlight là bộ phim mở màn cho năm 2018 của nữ diễn viên. Trong phim, cô vào vai phóng viên Seo Woo-jin, hợp tác cùng Ok Tae-suk, Jin Ji-hee thủ vai, tiếp đó là Open City, Vợ tôi đã kết hôn. Diễn xuất của nữ diễn viên được đánh giá rất cao, cô được nhận xét là đã thể hiện một cách tinh tế và sâu sắc nội tâm giằng xé của nhân vật khi phải lựa chọn giữa trách nhiệm gia đình và ham muốn cá nhân. Năm 2009, Son Jae-jin thử sức với thể loại phim kinh dị trong Đêm Trắng. Tuy lần đầu tiếp xúc với thể loại phim mới, nhưng nữ diễn viên vẫn chứng minh được thực lực diễn xuất đỉnh cao của mình. Một năm sau, Son Jae-jin chia sẻ rằng cô muốn thực hiện một dự án phim tươi sáng hơn sau hàng loạt vai diễn với tâm lý khá nặng nề. Cô đã lựa chọn tham gia vào bộ phim tình cảm hài có tên Nàng Ngốc và Quân Sư cùng nam tài tử Lee Min-ho. Cuối năm 2011, cô tham gia đóng trong Lời Nguyền Tình Yêu. Năm 2012, cô xuất hiện trong bộ phim Tháp Lửa, được làm lại từ bộ phim kinh dị Tòa Tháp Địa Ngục của Hollywood. Bộ phim kể về thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc khi tòa tháp đôi 108 tầng tại trung tâm Seoul bị chôn vùi trong biển lửa. Cô trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2013 với bộ phim truyền hình Cá Mập, Đừng Nhìn Lại. Phim điện ảnh kinh dị Đồng Phạm kể về một cô gái phát hiện bố mình là thành viên của một nhóm cướp chuyên nghiệp tham gia vào vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động Hàn Quốc. Son Jae-jin tái hợp cùng bạn diễn Kim Nam-gil trong bộ phim điện ảnh Hải Tặc vào năm 2014, lấy bối cảnh thời kỳ nguyên khởi của triều đại Joseon và cuộc truy tìm con dấu quyền lực của hoàng gia bị một con cá voi nuốt chửng. Bộ phim nhận được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình.
Năm 2015, cô bắt đầu dự án phim mới cùng bạn diễn Kim Joo-hook với tên gọi House Filled with Happiness, Bad Guy Always Die, Công chúa cuối cùng. Cô tái hợp cùng bạn diễn Kim Joo-hook vào năm 2016 trong bộ phim kinh dị Tội ác ẩn giấu. Nữ diễn viên vào vai một người mẹ trẻ xinh đẹp, thành công nhưng lại phải chịu bi kịch mất con và cô đã nỗ lực hết sức để truy tìm hung thủ mặc dù cảnh sát phải bó tay. Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ sau 5 năm vắng bóng, đóng cặp cùng nam diễn viên trẻ Jun Hae-in. Mối tình chị em lãng mạn nhanh chóng nhận được sự thu hút của khán giả và gây sốt cộng đồng mạng chỉ sau vài tập phát sóng. Cùng năm đó, cô cũng tham gia hai dự án phim điện ảnh là Và Em Sẽ Đến cùng nam tài tử So Ji-sup và Cuộc Đàm Phán Sinh Tử, đóng cặp cùng nam diễn viên nổi tiếng Hun Bin. Thăng hoa trong sự nghiệp. Cuối năm 2019, Song Ye-jin tái hợp cùng Hun Bin trong bộ phim đình đám Hạ Cánh Nơi Anh. Nó đã tạo được tiếng vang lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở cả châu Á. Hạ Cánh Nơi Anh đã trở thành bộ phim truyền hình có lượt theo dõi cao nhất của đài TVN và cao thứ hai trong lịch sử đài truyền hình cáp tại Hàn Quốc. Nó đã đem lại cho nữ diễn viên giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp là nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Besan Arts Award lần thứ 39 và Grand Bell Awards lần thứ 24. Ngoài ra, trong sự nghiệp diễn xuất, Song Ye-jin liên tiếp nhận được vô số giải thưởng, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại The Seoul Awards và đặc biệt giành Daesan tại APA Star Awards lần thứ 6. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Asia Pacific Film Festival lần thứ 51. Danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình tại lễ trao giải Besan Arts Award lần thứ 43. Và như một sự đền đáp xứng đáng cho sự cống hiến hết mình của Song Ye-jin, Vợ Tôi Đã Kết Hôn đã mang lại cho cô giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Blue Dragon Film Awards và rất nhiều giải thưởng danh giá khác. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Seoul Arts and Cultural Awards và diễn viên được yêu thích nhất tại Blue Dragon Film Awards lần thứ 31. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grand Bell Awards. Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cô là giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại hai lễ trao giải danh giá Besan Arts Awards và Chunsan Film Arts Awards. Và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại 4 lễ trao giải lớn là Bun Film Awards, Busan Film Critics Awards, Women in Film Career Awards và Korean Association of Film Critics Awards. Mỹ nhân 38 tuổi rất kiến kẻ trong vấn đề đời tư và đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, Song Ye-jin thừa nhận chưa từng hẹn hò với bất cứ ai, mặc dù tin đồn về tình yêu của cô và bạn diễn luôn là tâm điểm trên các mặt báo. Đời tư kín đáo của nữ diễn viên Song Ye-jin. Cô từng vướng phải tin đồn hẹn hò cùng diễn viên Kim Nam-gil sau khi hợp tác trong hai bộ phim Cá Mập, Đừng Nhìn Lại và Hải Tặc. Nữ diễn viên thậm chí còn dính tin đồn tình yêu đồng tính với thành viên SNSD Kon Yoo-ri. Mới đây, khi cô hợp tác với Hun Bin trong bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh, thì tin đồn hẹn hò cặp đôi đã trở thành chủ đề được cả giới báo chí và người hâm mộ quan tâm nhiều nhất, thậm chí các bằng chứng hẹn hò cũng được đưa ra. Tuy nhiên, công ty quản lý của cặp đôi đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai là bạn bè và chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Song Ye-jin xứng đáng được mệnh danh là quốc bảo của điện ảnh xứ sở Kim Chi, không chỉ vì nhan sắc không tuổi mà còn nhờ vào tài năng diễn xuất đỉnh cao. Trên truyền thông, nữ diễn viên cũng hứa hẹn sẽ gửi đến khán giả và người hâm mộ những sản phẩm chất lượng hơn nữa trong tương lai. Và qua những gì mà Song Ye-jin thể hiện trên màn ảnh, thì cô xứng đáng là quốc bảo nhan sắc diễn xuất của làng giải trí Hàn Quốc. Và nếu yêu mến nữ diễn viên này, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm những video mới từ VGT nhé.